ba người lên cho mình, đó là không chính xác, đó là bốn cái giáp một, và Nitro là người lên bom rope lẻ tẻ ra những cá nhân khác để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Sốc ở đây đã bị phát hiện cùng Mid rồi, Sốc đang ba chân bốn cẳng để có thể đổi vị trí của mình, và tạm thời thì khu vực Ice này chưa có một cái sự bảo kê nào đến từ team Liquid, tuy nhiên rằng những cái mạng đầu tiên thì đều thuộc về Stewie 2K, hai mạng để giúp cho EG clear cũng bom xe. Nhưng Nitro đã đem về những hy vọng khi bắt được Breezy thành công, góc đấy của Stewie là đẹp, và đó là cái mạng thứ ba dành cho Sơn Tiểu Ngụy hai cành. Có phải là mạng thứ tư hay không đây, khi mà khu vực Rapchat này đang gây quá nhiều khó chịu dành cho EG. Bắn rất chiến đấy Stewie. Tôi cảm giác như là giống ngày xưa lúc Stewie vẫn còn ở Cloud9. Và đây một trận thi đấu mà Stewie đã bắn mình đến ba cái mặt với khẩu USB rồi. Có thể sẽ là hơn. Đến từ Stewie cố gắng pick thêm người nữa. Phải nói là các thành viên bên phía team Evil Genius thời điểm này gần như là no hope. Liquid mất đi một người nhưng có vẻ như không quá quan trọng nữa. Ultimatic đã ở đây. Ultimatic đổi được cho mình double kill. Quả nết vừa rồi thực sự là đánh đá tanh lên rất nhanh chóng, cái rush đầy rồi, và rush lần này thì không có mạng với cậu lắm trong tay nắp lại. Này chỗ có một nắp lại, có double kill. Breezy và sub kill sẽ hậu lại đây thôi, không thể làm gì này nữa. Nhưng sub kill vẫn cố gắng đổi được một tiếng này, tự bắn xuyên smoke đến từ khẩu scan của oxy rất khó, nhưng thời gian nó trôi đâu đó khoảng gần 20 giây rồi. Liquid đang tiếp cận cả bốn người vào trong bóng xài. Breezy có một, Breezy làm hai. Breezy đang nhá rất khó chịu nhưng đã bị bắn đinh vào đầu, và chắc chắn Sốc biết điều đó. Cũng xem nào, lửa trả vào là tốt, và nó khiến cho Nitro đã phải ra đi. Một viên đạn bắn vào đầu đối phương, dấu hiệu lùi về để hỗ trợ cho Napline ở B. Và góc đứng này của Sốc với Elite đang là khá đẹp, đẩy là khá dẻo, và Elite ở đây cũng chỉ đổi được một. Sốc đang gặp khó, Sốc cần phải làm thêm. Và Sốc liệu có thể sống sót được hay không đây, vẫn đổi được mạo sơ kill, di chuyển là rất khéo léo, và Sốc rất đáng tiếc khi không thể làm ba. Nên nhớ Rat và Ultimatic đã từng lần giải được Elite Boston, và bây giờ thì OC có mạng hạ gục tiếp theo. Ultimatic còn lại 18 HP nhưng đây, đây rồi, một vết một đến tạo tiêu tích, thời gian không còn nhiều, còn lại đâu đó là hơn 10 giây thôi, và cố gắng pick người nhưng mà chắc chắn là không kịp đến từ cái tên Napfly. Napfly sẽ cố gắng xếp đi khẩu AK này. Và bây giờ thì liệu rằng bên phía team EG quyết định vào bom xa không đây, giặt ra ở khu vực Ash, và đó là headshot của The Stewie. Stewie đổi được một chiếc đồng xu bị Napfly. Bây giờ Napfly liệu rằng quyết định kêu lên từ sub kêu không đây, và quyết định là thành công đến từ Napfly. Sub kêu ra đi rồi, 4 vét 3, đợi thế hơn 10 dành các đội hình bên phía team Liquid. Lợi thế rất rõ ràng, chúng ta thấy thời điểm này cũng chỉ còn lại đâu đó là 20 giây thôi. Nên bên phía team EG vẫn chưa thể làm gì cả. Ôi, nhưng mà ôi, còn đang trốn đến từ Elite. Elite chỉ đổi có một si chết chay, trời đất ạ. Napfly đổi được hai thật đấy, nhưng nhìn lượng máu mà xem 18 HP, ngửi đạn sẽ là nằm đến từ Napfly. Này chỗ không khỏe hơn là bao nhiêu, 57 HP thôi. Và ở dưới pit là có người. Và ngay lập tức, vị trí của Breezy đã có cho mình cái triple kill. Một vét một với Nitro, Breezy đang ứng lợi thế, và tham minh của Breezy đang là đẹp hơn rất nhiều. Làm thế nào đây? Thời gian không còn nhiều, máu thì yếu và vẫn quyết định vào bom CA đến từ bên phía team EG. Đánh thẳng lên đây. Rush là người đi đầu. Với quả smoke này thì bên phía team Liquid vẫn có thể thủ bom CA được. Napfly và OG mỗi người có một mạng rồi. Ultimatic chỉ được có một người sub kill, một vết ba sub kill về, đó là một vết đài, nhưng bảy ông là trượt đi sub kill. Nhá, anh em thấy nhá. Bây giờ tôi vừa nói xong thì Breezy đấm được một viên Deagle, ngay lập tức sau đó là một đổi mạng nhanh đến từ Elite. Tiếp tục là các thành bên phía team Liquid liên tiếp là phải ngã xuống rồi, nhưng mà OC cũng đã đổi mạng đưa tình huống về, đó là 3v3. EG một mạng, nhưng góc đứng này thì sẽ gặp nguy hiểm khi có người ở lầu A. Nhưng Stewie đã bắt được Napfly rồi. Những quả bom của OC đến quá muộn màng, điều này khiến cho Liquid mất rất nhiều thời gian. OC bắt được Stewie, và sơ cứu vẫn đang trốn rất là trì ở khu vực Grapchat. Cầu quá nhiều tham của Nitro, và chiến thắng rất bất ngờ dành cho team EG chứ không phải là Liquid. Thậm chí họ đấm vào hộp của Nitro đến từ Zabazic. Mặc dù chết cả 5 người nhưng không sao cả, một round thi đấu mà gần như là eco trắng. Mà không biết rằng EG có vươn lên được con số 10 hay không đây. Ôi, vừa nói xong thì đó là một tiếng stack dead. Ôi, đạp lửa luôn đến từ player tiếp theo. Ra để check tại vị trí, tuy nhiên rằng đã lộ vị trí từ OC và Breezy dễ dàng có điểm hạ gục vừa rồi. Double kill Breezy, một pha phản xạ thật sầu. Và giờ thì bom xe B Elite sẽ cần phải làm hết. Elite player duy nhất sống sót được bom xe B làm được bao nhiêu đây? Câu trả lời là con số không tròn trĩnh.
mà nó có lẽ vẫn là chưa đủ đâu, bởi vì trên tay đội bên phía team EG vẫn là những cầu thủ to nào. Five Seven không có mình bất cứ mạng nào cả. Nắp lại yếu máu 13 HP cái nắp lại thanh qua luôn và thôi xong đi luôn với thân nắp ốp trong tay sớm kiểu có mà. Tiếp theo OC 1v4 là điều không thể, nó sẽ là người nào cho cái đội bên phía team EG, nó sẽ giúp cho họ có cho mình nhiều tình hình nhất có thể. Ôi và bây giờ thì Elite là người đầu tiên nộp mạng rồi, nhưng OC nghe tức bởi mạng sắp cho thành công, tiếp tục là mạng thứ hai cái tên OC. Từ buff là tốt đến cái vị trí của OC đến từ sốc, nhưng mà Stewie nhảy bắn cực kỳ cục và sau đó lùi về đến từ đội hình bên phía team EG đang cân bằng về người rồi. Và liệu Brizzy bắt được ai hay không đây? Thả mình Brizzy đang là tốt và Brizzy bắn có vẻ như là hơi trượt rồi và ngay lập tức đã để cho OC có cho mình các bạn thứ ba. Stewie suýt chút nữa đã phải ngã xuống, còn Rose bây giờ mới về đến nơi. OC đang làm quá tốt cái nhiệm vụ của mình trong Pistol Round, sốc bắt được Stewie và để cho Rose phải làm một công việc rất khó, một clutch 1v3. Giờ thì chỉ còn hai người thôi, nhưng cần phải nhanh chóng khi mà không có kit đâu nha. Và với những cái vị trí tầm gần này thì Glock của sốc hoàn toàn thể tạo ra được sự đột biến. Còn OC anh vẫn đang làm quá tốt. Và ai sẽ là đội hình có được cái lợi thế đây khi mà có cả ốp, có cả M4 để có thể xông pha vào. Quả flash trả ra nó không quá hiệu quả và Rose ở đây làm đôi. Không, chính xác là sơ cứu có một. Greenzy bắt gặp mình đẩy ra, bắt được nắp fly nhưng OC đổi mạng thành công. Out tiêm tích bắt được sốc thì đồng nghĩa việc OC bị đẩy vào thế khó. Đã vào trong bom sai A rồi thì thực sự OC quá khó để có thể đoán được trong bom sai có người hay không. Thậm chí rằng còn không đặt chân được vào bom sai. Thực hiện lại một lần nữa hay không đây? Stewie đang trốn góc rất là kỹ. Out tiêm tích có vẻ như là sai tham binh rồi, quả flash trả ra là quá muộn màng. Automatic cũng đã đổi được mạng của Nitro thành công, đưa tình thế là 4m4 nhưng giờ là 4m3 khi Rush bắt được Elite. Automatic biết có người ở trong một con chắc, Automatic muốn lao vào để bắt người này và đó là Subsy đã phải ra đi. Và Napfly là muốn tăng vào, Smoke cũng đã tan đi rồi, sẽ cần phải bình tĩnh hơn một chút. Vì là sơ cứu bắt được OC ở trong vùng này thôi thì đồng ý việc Napfly là gặp khó. Và có vẻ như Greenzy quên mất rằng mình phải check một cách cẩn thận, nhưng không sao cả, vẫn có đó là Rush. Chỉ hơn, đó là Rush. Và Rust đã lộ vị trí rồi, Greenzy ở đây ở trong góc tối có cho mình đôi mạng. Liệu phải mạng thứ ba hay không đây? Liên tiếp là những tình huống ăn đạn vào đầu. Nhưng tạm thời thì vẫn là 3v3, phụ thuộc phần nhiều vào những tình huống bắn nhau. Automatic đi lên lầu A rồi. Và OC ở đây bắt chết được một người. OC chủ động vác ok lầu luôn. Và vị trí Automatic thực sự đang gặp quá nhiều khó khăn. Và đây, OC đã lên tiếng hết rất rồi kịp thời để giúp cho Liquid có được một round thi đấu chiến thắng quý hơn. Và chúng ta có thể thấy rằng quyết định đẩy hai lầu đến từ đội bên phía team Liquid, à xin lỗi các bạn là EG, rất bất ngờ. Nào, BZ sẽ là key và ở đây thì đổi được một Rush và BZ mỗi người có một mạng rồi. Bỗng dưng lợi thế đang nghiêng về tên bên phía team đó là EG, nhưng vừa rồi BZ có double kill sấy ta tốt đến từ chiếc Rush, nhưng đó là một tình huống bắn ốp quá hay đến từ anh chàng OC. Mà những cái key round gần đây, những khoảnh khắc quan trọng thì OC cũng đã có được cái uy lực của mình rồi. Một quả lửa trả ra rất khó chịu, OC vẫn đã gục thành công Automatic. Mặc dù bị lửa đốt ở tứ phương tám hướng. Phải cùng xem nào, Stewie đã từng có highlight ở trong cái map Team Pro. Góc đứng nó gần như là như thế và đây thì Automatic bắn yếu một, bắn chết một và Stewie 2K biết điều đó. Stewie 2K dễ dàng bắt được mạng của các kiện bên phía Team Liquid và ngay lập tức hai khẩu ốp của EG đã phát huy tác dụng. Thì mà Brizzy đang có tình huống đẩy mid rất lâu rồi mới phát hiện, nhưng rất nhanh chóng thôi, nhà C Elite có cho mình đôi mạng. Nào, CV2K liệu có thể tỏa sáng một lần nữa hay không đây? Đang căn đắp mình để băng qua quả smoke này, nhưng có ba họng súng chĩa vào. Thôi chết, đáp lại cũng đã bắt Automatic thành công. Đến với Overtime là điều chắc chắn, thậm chí cầm dao để có thể bắt súng. Nhưng CV2K chưa bị check vào, CV2K bỏ người thế giới, CV2K đang có những dự kiến muốn lao vào gỡ quả bom này ư? Hãy cùng xem, đối phương đang đứng ở góc rất gần và Stewie đang căn đắp mình để gỡ bom. Và đội hình của EG họ bắt đầu đi vào, họ phát hiện ra rồi, Stewie ở đây bắt được một người nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị sập mặt chết. Tôi tin là như vậy, không có cơ hội nào cho CV2K nữa. Tham bình này thì có vẻ đang là chuẩn rồi. Ulti quyết định quay về khi mà vị trí của Rush vừa nằm xuống. Sub kill đổi được một chiếc nằm xuống vị trí Elite. Ở đây thì Breezy double kill. Nghe thì Soxy ở đây thì Soxy bắn quá chớ thì uống này. Đó là mạng tiếp theo dành Ultimatic cũng như là Breezy. Breezy đang có cho mình góc đứng là đẹp, chủ động quay mặt né flash. Nhưng Rush là người mở bát đầu tiên, đôi mạng dành cho Rush rồi. Breezy vẫn còn chờ lộ, đến khi Breezy lộ thì Soxy cũng phải ra đi. Và giờ thì Elite
đổi được mạng automatic đấy nhưng sẽ bị kẹt lại của library mà thôi. Double kill cho Elise. Nhưng đây là một ghép 3, không còn cơ hội nào cho nhà sĩ Elise nữa. 17-15 dành cho EG. Sự tự tin đến từ thêm bên phía thêm EG chính xác hơn là vị trí liquid hơn. Còn trong khi đó thì EG có một mạng gồm đến từ tên Upline. Sơ kim đang bút người đồng đội mình lên. Còn đối với cả Rush bắp máy đằng sau bắt chết OC cũng như là sốc. Có lẽ rằng 18-15 dành cho EG là điều quá chắc chắn thôi. Khi mà Blizzy bắt được Nitro, Elite đổi được một mạng nhưng C4 vẫn chưa được đặt. Nhưng Elite lại bắt được thêm sơ kill nữa, đưa tình thế vào là 1v1. Có vẻ như cũng đoán biết gì được ở đâu rồi. Bắt đầu lắc ra những Elite bắn quá kinh. Quả bom đang được giữ lại của bom xe B. Vậy là sẽ là bài đánh ít quý rồi. Nhưng còn đó là OC cùng vòng. OC làm được 3 mạng với một tình huống lát thẳng hàng đến từ đội hình của EG. Của team EG cũng không phải được đẩy lên quá cao đâu. Nhưng đến việc quả là thì đó là chính xác. Chỉ chút nữa là có tiểu ngây rồi nhưng không sao cả. Vị trí của Nitro đó những cái quả flash quan trọng. Cắt vết để ném flash cũng như là ném cái quả lửa. Những OC ở một góc máy khác bắt được Vinzy thành công. Lại thêm quả flash Smoke City đâu rồi. Có vẻ như họ không quan tâm Smoke City và họ sẽ muốn đục vào Smoke City và sau đó bắt Nitro sau. Nhưng Nitro bắt được Stewie và tình thế được về là 3v2. Bên phía team EG họ đang có cụm sub kill đổi được một rồi, nhưng mà tình huống này thì sẽ là khó nhưng sub kill thôi, đối chung qua được cụm đầu tròn. Bây giờ thì đó là một mạng hình cái tên OC, sub kill hết cả hy vọng, 1HP và không còn gì cả, gỡ bom thoải mái. Bắt đầu tăng vào xài vào đến cụm đầu tròn, thời gian đang là cận kề, rất là người tăng đầu. Và rất đang bị bắn ở khắp mọi nơi, nhưng Stevie đã đổi mạng thành công rồi. OC không cần đến OC bởi Napline đã về, sơ kill đổi mạng rất nhanh chóng đưa tình thế về là 2v3, cơ hội vẫn là còn dành cho bên phía của EG. Tuyến Elite với full bộ bom như này sẽ là câu chuyện khó. Bắt đầu di chuyển ra, góc đứng là rất cơ mà bắn chất thì sẽ là ra đi. Và Stewie ở chúng ta đã bị check up vào thì đồng nghĩa việc 19-17 dành cho Liquid. Chả có một cái cơ sở nào khi mà Liquid họ lại gỡ nhầm quả bom này cả. Chiến thắng đang còn thêm cá ngựa của EG. Họ để thua cực kỳ đáng tiếc trong cái trận đấu thứ hai bảng C này.